Em Thảo Hoa Lan mến chào tất cả các anh chị và các bạn yêu hoa phong lan ở trên mọi miền Tổ quốc ạ. Phiên buổi tối ngày hôm nay em sẽ giảm giá và xả hàng một số mặt hàng để em đi về quê em tảo mộ ạ. Đó, về mùng 3 tháng 3 ở trên chỗ em là có cái là Tết Thanh Minh và tất cả các cô chú anh chị ở trên quê em thì đều đi tảo mộ. Đó, từ già lớn đến trẻ đều đi tảo mộ để cho ông bà phù hộ cho sức khỏe, cho tài lộc đúng không ạ? Đó, và bắt đầu từ ngày chiều ngày mùng 2 là em bắt đầu nghỉ rồi. Em mang tính theo lịch âm nhé. Đó, và cô chú anh chị để kết nối với em Thảo theo hai số điện thoại 0848 626 228, 0965 495 087. Ngày hôm nay em có thêm kèn nguyên bản hàng Lai Châu nhá, rất là giá cũng hơi chát đấy ạ. Đó, và bây giờ thì em sẽ giới thiệu một số mặt hàng với cô chú anh chị luôn ạ. Đây ạ, em có hai combo, mỗi combo sẽ gồm có 10 loại hoa lan. Combo số 1 đầu tiên là sóc lào này, ngọc thạch này, kiều vàng, sơn thủy tiên, điện biên, đùi gà, kim điệp xuân, long tu đá tím, trầm vàng và sơn và hoàng lạp. Đó, combo số 1. Và combo số 2 gồm trầm vàng, hạc vĩ, điệp cách, đùi gà, ngọc thạch, phi điệp vàng, đùi gà dệt, kim điệp nhựa, kim điệp xuân, một ít cái gì nữa ta, chúc Phật bà. Đó, mỗi combo em bán 500.000. đó, có combo số 1 và combo số 2. Và tiếp theo đây là phi điệp vàng này. Phi điệp vàng của em buổi tối ngày hôm nay hoa màu vàng từng chùm rũ xuống rất là đẹp ạ. Em sẽ cho cả nhà xem mặt bông của cái cây này nhá. Đây là mặt bông của trầm và của phi điệp vàng này. Đó, 150 một cân. Hoàng thảo đùi gà. Đó, hôm nay em bán đùi gà tròn, đùi gà dệt lẫn lộn với nhau hết rồi. Em sẽ bán hết tất cả với giá là 170.000 một cân thôi. Đó, em bán cho đi hết luôn đây này. Hàng rất đẹp luôn đấy. Đó, vì em phải bán hết tất cả cái đồ này đi để em còn đi về. Ngày mai em bán một ngày nữa là ngày kia bắt đầu em đi về quê luôn, đi về với đi về bên nội bên ngoại để tảo mộ luôn. Đó, đây em bán 170 một cân đùi gà tròn với đùi gà dẹt, nó lẫn lộn với nhau hết rồi. Đó, đây tiếp theo đây, đây chính là kiều vàng. Kiều vàng em sẽ cho cả nhà xem mặt bông rất là đẹp và cực kỳ là đáng để chúng ta cùng sưu tầm được không ạ? Đây, đó. Ngày hôm nay em bán chỉ có là 230.000 một cân thôi. Hoàng phi hạc ngày hôm nay em bán giảm giá xuống còn có 150.000 một cân. 150.000 một cân thôi nhá. Bình thường ở trên thị trường là em thấy mọi người hay bán từ trăm toàn là từ 180 đến 200 thôi đấy ạ. Đó, em bán cho nó đi hết sạch xanh xanh luôn thì ngày mai. Đây, mặt bông của đây này. Đó, có dòng mắt đỏ và có dòng mắt vàng. Cô chú anh chị nào may mắn thì sẽ được hai cái dòng này lẫn lộn với nhau, còn không thì chúng ta sẽ được hồng vàng hoặc là mắt đỏ nhá. Đó, 150 một cân, hoàng phi hạc. À, cái cây của nó vừa mới cho bông xong nên là nó sẽ bị mất nước, hơi héo một chút, nhưng mà cái dòng này không vấn đề gì cả. Những cái cây này nó đang bật mầm gốc rất là nhiều luôn đấy. Đây này, đây này, đó, có cây đang bật mầm gốc. Đây này, đây, cả nhà có nhìn thấy không ạ? Cái ngọc thạch ba màu hàng đang có nụ này. Đó, ngọc thạch ba màu em bán 200.000, ngọc thạch ba màu. Còn ngọc thạch hai màu ở trong này em bán 150.000 thôi. Đó, bán đi cho sạch luôn, 150.000 một cân ngọc thạch hai màu. Sóc lào. Trời ơi, sóc lào cây to cây bé em sẽ bán lẫn lộn với nhau. Ngày hôm nay em bán xả hàng xuống còn có 150.000 một cân thôi. Cô chú anh chị mua từ 10 cân em sẽ bán là 130.000. Đó, đó. Đây là mặt bông màu tím trắng của dáng hương sóc lào này. Đó, sơn thủy tiên ngày hôm nay em bán giảm giá xuống còn có 230.000 một cân thôi ạ. Đó, cô chú anh chị mua từ 10 cân trở lên em sẽ bán giá là 200.000, mua từ 10 cân trở lên nhá. Đây, đó chính là hoàng thảo điện biên. Đấy, hoa màu vàng cũng rất là xinh đúng không ạ? 200.000 một cân.
Hoàng Thảo Điện Biên. Đùi gà dẹt thanh lý này em còn có mấy cân này? Đó, em bán là 135.000 một cân. 135.000 một cân. Bên trong này đây chính là chuỗi ngọc. Đấy, chuỗi ngọc em bán giảm giá xuống còn có 180.000 một cân, Hoàng Thảo chuỗi ngọc. Còn đây, đây chính là mà cái dòng hoa cực kỳ là xinh đẹp. Nếu mà cô chú anh chị mà chưa có cho mình dòng này thì hãy sưu tầm cho mình đi ạ. Cái dòng này rất là xinh, mặt bông cũng cực kỳ là đẹp đấy ạ. Em bán với giá là 100.000 một bó như thế này. Đây ạ. Một bó thì chắc chắn là chúng ta sẽ trồng được một giò cây, nó đang bật mầm gốc này, cả nhà còn nhìn thấy này. Đang bật mầm gốc rất là nhiều. Đây này, mặt bông của nó đẹp không ạ? Nó tuy nó thân nó bé như thế thôi nhưng mà mặt bông nó rất là đẹp luôn. Đó. Hoàng Thảo trầm vàng, một cái dòng hoa cực kỳ đẹp đúng không ạ? Được rất là nhiều cô chú anh chị yêu thích. Hoàng Thảo trầm vàng này em bán là 300.000 một cân. Hàng vừa mới về luôn nên nóng hổi tươi mới luôn. Và mặt bông thì cực kỳ là xinh luôn, chúng ta không thể chê nó vào đâu được luôn. Đây là mặt bông của trầm vàng này. Đây này, 300.000 một cân nhá. Đó. Đây là có những cái rễ nó nhỏ nhỏ như này. Đây đang có nụ này. Có những cái rễ bé như thế này nhưng mà vẫn cứ có thân tơ nhá. Nhỏ nhắn này. Đẹp lắm. Em có hai bó hoàng thảo vôi, mỗi bó em bán 150 này. Đó. Đấy. Hai bó, mỗi bó 150 hoàng thảo vôi. Em có ba bó đấy. Đó, em có ba bó hoàng thảo vôi nhá. Đây là long tu đà tím, em bán 200.000 một cân, số lượng chắc khoảng tầm 2 cân thôi, long tu đà tím. Cái chỗ hàng lộn xộn của gia đình em này. Hàng lộn xộn này em bán, đây có rất là nhiều món. Đây, kiều vàng, rồi là sơn thủy tiên, rồi là hoàng lạp, rồi là hạc vĩ, rồi chuỗi ngọc này. Đó, chỗ linh tinh này em bán là 400.000. Và tiếp theo là kèn. Kèn Lai Châu nhá, hàng nguyên bản của gia đình em. Giá này nó giá nếu mà mua theo hàng cân thì chúng ta có thể mua 1.500.000 đến bao nhiêu? 1.500.000, 1.700.000 một cân đúng không ạ? Đó, ngày hôm nay thì em còn những cái hàng nguyên bản rất là đẹp luôn. Đó. Đây này, dề này có hai cái thân tơ lên này. Đó, mầm nó này, cái thân già này. Chúng ta thân già sở dĩ chúng ta sẽ không bao giờ cắt thân già đi, bởi vì là đối với dòng lan thì nó sẽ nương tựa vào nhau để nó sống đấy ạ. Đó. Còn có 1 này, 2, 3, 4, 5 thân già này. Cái này thì nó hơi bị gãy một chút, là dân người ta khai thác rồi. Đó, và có hai thân tơ. Và cái gỗ của nó này, gỗ của nó hơi mổ một chút nhưng mà không sao, vẫn được rất là lâu nữa. Đó, em bán là 1.000.000 thôi. Đó, vì gỗ nó hơi mục một tí không sao. Đó. Số 2 này sẽ gồm có bao nhiêu thân tà đây? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 thân già và bao nhiêu thân tơ? 2 thân tơ. Em bán 900.000. Đó. Số 3 em bán 700.000 này. Đó. Số 3 là có một cái thân tơ nhưng mà nó dân người ta khai thác làm sao ấy. Nhưng mà nó có hạt này, xinh lắm đây này. Đó. Nó có quả. Em bán là 700.000 số 3. Số 4 em bán 800.000. Số 4 này nó không dài nhưng mà nó có khá là nhiều mầm tơ đây này, cả nhà nhìn này. 1 2 này, 3 4 5. Đó, cũng xinh lắm, 800.000. Kèn nhá. Kèn Lai Châu nhá, mặt bông cực kỳ xinh luôn và kèn này là có thương hiệu luôn ạ và giá của nó thì rất là chát và thực sự là cũng không có nhiều hàng đâu nên là nó cũng rất là quý nữa. Đó, số 5 là em bán 600. Cái này nó bị gãy từ đầu rồi. Nhưng mà em sẽ không cắt đâu nhé, để cho cô chú anh chị chơi cái này. Để cho cái này. Số có một thân tơ này. 600.000. Số 6 em bán 900.000. Hai cái thân này nó bị gãy từ rừng khai thác về đây nhá. Đó, đây. Nhưng em sẽ không cắt, em để cho cô chú anh chị về luôn. Có một thân tơ này. 1 2 3 thân già nó không vấn đề gì cả. 900. Số 7 này em bán 1.000.000 này. Số 7 này sẽ cũng có 1 này, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 thân già này. Đang có một bật mầm này. Một mầm với lại mầm đang bật này. 1.000.000. Số 8 này.
Số 8 mình bán 900.000 thì có 1 này, 2, 4, 5, 6, 7, 8. 8 thân già với lại 1 thân tơ này. Đó. Số 7 này, số 7 lại bán 700.000. Gồm có này. Thân già này, thân tơ này, đó. 1 2 3 này. Với một ít thân già là 1 2 3 4 này. 4 thân già số 9. Số 10 này, số 10 này em bán 910.000. Đó. Cái này là dân người ta khai thác, người ta làm gãy đi, nhưng mà để về cho cô chú chị cắt ra, có thể chúng ta muốn xem cũng được thì để lại, không thì em cắt đi cũng được. 1 này, 2 3 4 này. Đó, cũng có 3 thân tơ. Đó. Đây. Một ít ý ngọc giống này, chỗ này em bán là đây. Một ít kèn giống cả nhà, không phải kèn mà là nhầm nhá, em vừa hỏi người nhà xong, đây là kèn này. Đó, tất cả cái chỗ kèn này em bán 500.000. Thôi bán 300.000 đi. Em vừa cân xong. Đầu tiên đây chính là phi điệp năm cánh trắng mắt xước đây này. Đó, cái mắt xước này đây, cây của nó này dài khoảng từ 2 cho đến 4 cm thôi. Đó. Đây cả nhà con nhìn thấy này. Ngả nghiêng hết cả. Em bán là 80.000 một cây. Phi điệp mắt xước. Phi điệp mặt trăng tròn là một trong những cái dòng được rất là nhiều cô chú anh chị yêu thích đúng không ạ? Mặt trăng tròn là cái dòng lai giữa phi điệp năm cánh trắng và trầm cánh trắng đúng không ạ? Nó sẽ tạo ra một cái mặt bông cực kỳ là xinh luôn. Đó, mặt trăng tròn em bán 75.000 một cây. Đây là những cái cây của nó dài khoảng từ 2 cho đến 3 cm thôi, cây rất là nhỏ nhắn xinh xắn dễ thương. Đó. Đây ạ, mặt trăng tròn, phi điệp mặt trăng tròn 75.000 một cây. Và đây em cũng có 3 bảng trầm này. Đó, 3 bảng trầm còn rất là xinh đấy. Hàng đang chuẩn bị cho bông đấy ạ. Đó. Em bán với giá là 200.000 một bảng. Và dưới này có một vài bảng trầm này. Đây em sẽ bán là đây. Bảng trầm số 1 còn có 4 mầm này, 3 mầm này. Số 1 em bán là 150 này. Số này là em bán là 130 này, số 2 này. Đó, và còn tất cả các số bên này gồm có 4 bảng thì em bán 100.000 một bảng. Đa châu lá mít của gia đình em bán 350.000 một con. Đó, hàng rừng bắc trụ, hoa của nó rất là xinh, hoa màu tím trắng, cực kỳ được nhiều cô chú anh chị yêu thích đúng không ạ? Đó, cây nó cũng không to lắm đâu nhưng mà lá mít của nó, cái dòng này có rất là có giá trị ở trên thị trường. Đó, em bán là 350.000 một con. Trầm blue, tại vì là nhiều cô chú anh chị vào nhà em xong rồi lựa nó làm đổ đi đây. Đó, cây nó rất là xinh đúng không ạ? Đó, cây của nó nhìn cực kỳ khỏe khoắn, 2-4 cm rất đẹp. Đó, em bán với giá là 80.000 một cây. Mặt bông của nó thì nếu mà cô chú anh chị chưa biết mặt bông thì em thảo sẽ cho cả nhà xem mặt bông của nó đây, trầm blue đẹp. Đó, rất đẹp đúng không ạ? Đây, bên này đây chính là phi điệp mắt đỏ Hòa Bình. Đó, rất nhiều luôn. Phi điệp mắt đỏ Hòa Bình ngày hôm nay em bán đây, mặt bông của nó này. Cực kỳ xinh luôn đấy. Em bán với giá là 75.000 một cây. Trầm cánh mai hàng đá dụng hoa em bán là 40.000 một cây này. Nhưng có mấy cây này. Phi điệp bảo là một cái dòng hoa có mặt bông rất là đẹp. Đó, nếu mà cô chú chị chưa biết mặt bông thì cho cả nhà xem mặt bông này. Xinh không? Cực kỳ đẹp luôn đúng không ạ? Màu hồng đấy, màu hồng tình yêu này. Cây dài khoảng từ 2 cho đến 5, 6 cm. Đó. Em bán là 75.000 một cây. Kiếm đỏ đấy. Người ta gọi là lý khoái đao đúng không ạ? Em bán là 80.000 một cây. Đấy. Bán cho đi hết sạch xanh xanh luôn. Rất đẹp. Hoa mặt bông của nó thì rất là đáng yêu. Mặt bông của nó đây nè. Đây, phi điệp năm cánh trắng hàng Phú Thọ. Đấy. Phi điệp này thì cô chú anh chị mà chưa có cho mình thì phi điệp năm cánh trắng họng hồng. Đấy, thế này. Đẹp không? Bông của nó rất là bay đúng không ạ? Đó, mỗi một cốc em bán là 80.000 một cốc. Cây của nó nhỏ thôi. Nhỏ, người ta ví giống như là lớn hơn cái cây tăm một chút. Đấy. Nhưng mà cái dòng này em bán chạy lắm, em lấy về
khá là nhiều, nhưng mà bây giờ còn có một vài chậu này này, này. Chắc khoảng tầm 200 chậu nữa thôi là hết sạch luôn. Em xin cảm ơn cả nhà mình đã xem video của em Thảo trong buổi tối ngày hôm nay. Em xin kính chúc cả nhà mình có một buổi tối vui vẻ, hạnh phúc, bình an. Em cô chú anh chị hãy kết nối với em Thảo qua Zalo là 0965 495 087 hoặc là 0848 626 228. Và cô chú anh chị nếu mà có vấn đề gì về những đơn hàng thì có thể phản ánh lại cho em Thảo theo số điện thoại là 0363 929 226, là số điện thoại em Thảo cầm, còn hai số điện thoại đấy là em gái cầm nhé. Đó, và bất kể những cái đơn hàng có vấn đề gì thì cả nhà có thể phản ánh và bên em sẽ có những cái chính sách bù hàng hoặc là những chính sách bù tiền hoặc là như thế nào đối với những cái đơn hàng có vấn đề đó. Và bây giờ thì em xin cảm ơn cả nhà mình một lần nữa đã luôn luôn ủng hộ shop gia đình Lan Rừng Chu Thảo ở địa chỉ 784 đường Trần Đăng Ninh, thành phố Lạng Sơn. Cô chú anh chị nếu mà lên Lạng Sơn du lịch thì có thể ghé qua cửa hàng của em để sưu tầm, để giao lưu, để chọn cho mình những cây lan đẹp, những giỏ lan xinh nhá. Và bây giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại cả gia đình mình ở video buổi sáng ngày mai ạ. Em xin chào và hẹn gặp lại nhé.